bao lâu thế ở cái cuộc cho Phạm Vinh, và cũng là một dự án lớn trong gia đình Phạm Vinh của chúng con. Hôm nay về với lại tỉnh chồng để chuyển chức linh mục cho lớp của các em đến chức hôm nay. Chúng ta xin tất cả mọi người chào. Và chúng con xin giới thiệu cha đại diện giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng. Cha có mặt ở đây như là người phụ huynh lớn của gia đình Nam Minh, cha đại diện cho tỉnh chồng trong việc sắp xếp các công việc tổ chức cũng như là huấn luyện cho các tính chất. Xin giới thiệu cho Vinh Sơn và Xuân Hưng. Cho ông bà bố của các tiến chức hôm nay, xin hết lòng cảm tạ và tri ân với cha đã vượt qua bao đường xá xa xôi và dù rất bận rộn với bao công việc lao vận, đức cha đã về đây để tìm chức linh mục cho đã vượt qua không còn. Chúng con xin kính chúc đức cha đã cùng mỗi người nhà sức khỏe và được đầy tràn ơn Chúa thánh thần để đức cha đèo lái công việc lao vận của đức cha vượt qua muôn vàn sóng gió về đích đến. Chúng con xin tuyên và cảm tạ tỉnh chồng Nam Vinh Việt Nam, cha giám tỉnh, cha đại diện giám tỉnh, quý cha về trên, quý cha phố, quý cha đã thương đón nhận các con em của chúng con nuôi dưỡng dạy dỗ và đào tạo để đến ngày hôm nay trở thành những linh mục sẽ mang tin mừng cứu độ đến cho mọi người. Chúng con xin kính chúc cha đại diện, cha giám tỉnh, đại diện giám tỉnh có dồi dào sức khỏe và quý cha dồi dào sức khỏe và được đầy tràn ơn Chúa, nhất là ơn khôn ngoan của thánh thần, để cha giám tỉnh và quý cha hướng dẫn và đào tạo cho tỉnh chồng thật nhiều ơn gọi kinh mục tu sĩ như thẩm Chúa mong muốn. Một lần nữa chúng con xin kính mừng. Dạ, con kính thưa. Được sai đi để rao giảng tin mừng, đó là điều mà Tổng hội Georgia năm 2013 muốn nhắn gửi đến toàn thể anh em của dòng. Chúng ta hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa, đặc biệt cầu nguyện cho các thân chức hôm nay được đầy ơn khôn ngoan, thông hiểu, luôn sống thánh thiện tiết độ và noi gương Thầy Giêsu chi ái, mà đem tin mừng Chúa đến mọi nơi cho mọi người, ngõ hầu giúp người tín hữu không ngừng gia tăng đức tin, biết mến Chúa yêu người như Chúa đã truyền dạy. Trong tâm tình thương hoan cảm mến, giờ đây xin mời cộng đoàn cùng đứng để bắt đầu nhịp dâng thánh lễ. Con là bụi cho đâu đã hàng,
mà Chúa cao siêu ngập tầng trời đã khắc tên con vào lòng người, nên bàn tâm phúc từ đây xưa hàng khanh tương quyền uy. Thank you.
chọn con xưa lòng nhân thế. Con luôn tin rằng Ngài chờ che con trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phù đầy, Ngài hằng thương yêu không chi bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha bề trên phụ tá giám tỉnh, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và tất cả quý khách quý cùng ông bà anh chị em. Mọi sự là hồng ân, và trong ngày hôm nay, một ngày mà Chúa ban cho hội dòng Đa Minh cũng như quý gia đình một hồng ân đặc biệt, bởi vì chúng tôi đang cử hành 800 năm ngày thành lập dòng Đa Minh. Và cũng là thời điểm tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam mừng 50 năm ngày thành lập. Năm nay đặc biệt cũng là năm thánh của lòng Chúa thương xót. Chính nhờ lòng Chúa thương xót mà tỉnh dòng được hân hạnh truyền chức linh mục cho 8 anh em vào dịp kỷ niệm 800 năm. Tất cả là hồng ân. Và hồng ân trong tin mừng luôn luôn kéo theo một trách nhiệm. Ước mong rằng quý thầy sẽ được truyền chức linh mục hôm nay, ghi nhớ mãi ngày hôm nay, để rồi tri ân cảm tạ Chúa vì hồng ân người ban, bằng sự dấn thân loan báo tin mừng, dấn thân làm chứng cho tình thương của Chúa, lòng từ bi nhân hậu của Ngài. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, chúng ta thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, trọn đời đồng trên các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toàn Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Thank you.
lại Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Con cùng Thiên Chúa, Chúa Giêsu lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa sống vui trong gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Chúa từ bên thương yêu Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã dùng thừa tác vụ linh mục để cai quản dân Chúa. Xin ban cho các phó tế của Hội Thánh Chúa mà hôm nay Chúa thương chọn lên chức linh mục được kiên tâm phục vụ thánh ý Chúa, để họ biết dùng thừa tác vụ và đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Kitô, người là Thiên Chúa hàng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Sách ngôn sứ Ê-dê-kê-em. Ngày ấy có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống sâu xa cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác mà nó không từ bỏ hành vi gian ác và lối sống sâu xa của nó, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Nếu như kẻ công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính, thì ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó. Nó sẽ phải chết, bởi vì ngươi đã không báo cho nó. Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, và người ta sẽ không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ công chính để nó không phạm tội và chính nó không phạm tội, thì chắc chắn nó sẽ được sống vì nó đã được báo cho biết. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Muôn thuở con may là thương tế, theo phẩm chất men ký xê đê.
sấm ngôn của Đức Chúa, ngõ cùng Chúa thương tôi. Bên hữu cha đây con lên ngự trì, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bề dưới chân con. Từ Sion Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của người. Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Đức Chúa phán bảo tôi rằng, ngày đăng quang con nắm quyền thu lành, vẻ huy hoàng rừng rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuân hiền, từ lòng cha, cha đã sinh ra trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy kẻ quý phái. Xong, những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không còn một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Hồi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Sau đây là nghi thức truyền chức linh mục, khởi đầu bằng việc tuyển chọn các ứng viên. Điều này cho thấy việc tiến tới chức linh mục không chỉ do thiện ý của cá nhân, nhưng trước hết là do ơn Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của cộng đoàn hội thánh. Sau lời tuyển chọn chính thức của Đức Giám Mục, xin cộng đoàn đáp tạ ơn Chúa. Giờ đây Đức Giám Mục sẽ tuyển chọn các ứng viên vào hàng linh mục. Xin mời các thầy sắp thụ phong linh mục tiến lên. Thầy Giuse Lê Xuân Hiệp, thầy Bernardo Huỳnh Hữu Phúc, thầy Giuse Nguyễn Thanh Tâm, thầy Giuse Nguyễn Hải Phương, thầy Đa Minh Lê Đức Thiện, thầy Phaolô Phạm Trung Kiên, thầy Giuse Nguyễn Văn Thuần, thầy Gioan Bautista Vũ Văn Tín, kính thưa cha, hội thánh là mẹ chúng ta, xin cha phong chức linh mục cho những anh em này. Cha có biết những anh em này xứng đáng hay không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng chịu khổ nạn vì chúng ta, chúng tôi tuyên chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Xin mời các tín chức trở về chỗ. Giờ đây, các ứng viên linh mục sẽ tuyên hứa trước mặt Đức Giám Mục và cộng đoàn. Các con rất thân mến, trước khi lên chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục, như là cộng sự viên tốt của hàng giám mục, trong việc chăn dắt đoàn Thiên Chúa,
theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy lễ tạ ơn và bí tích hòa giải không? Các con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh truyền của Chúa phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho các con không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết với Đức Kitô Thượng Tế, đấng đã tự hiến mình cho Chúa, làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Giờ đây, từng tiến chức đến quỳ trước mặt Đức Giám Mục để được thẩm vấn. Con có hứa kính trọng và vâng phục Giám Mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa con, hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Giám Mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Giám Mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Giám Mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục Giám Mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Xin mời cộng đoàn. Trong tâm tình thì... Anh chị em rất thân mến, trong giờ phút đặc biệt này, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng
gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa đây là những kẻ Chúa đã chọn lên chức linh mục. Thanh hóa các tiên chứng này.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhân từ nhận lời chúng con cầu nguyện, để những gì chúng con có phần sự thi hành được Chúa nhân hiền giúp đỡ, và xin dùng ân phúc lành thánh hóa những người mà chúng con xét là đáng hiến dâng để thi hành thừa tác vụ thánh. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời các ứng viên đứng. Xin mời công đoàn ngồi. Sau đây là nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức. Nghi thức này bao gồm việc đặt tay và lời nguyện phong chức. Các tiến chức sẽ đến quỳ trước Đức Giám Mục. Ngài thinh lặng đặt tay trên từng người. Sau đó, Linh Mục đoàn cũng đặt tay bày tỏ sự hiệp thông trong chức Linh Mục. Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương trong con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con trời.
cho Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi, rắc rem tin vui cho muôn người. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, xin nhận lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, và là Đấng tạo dựng phẩm giá con người, và là Đấng ban phát mọi ơn lành. Nhờ Cha mà muôn loài tiến triển, nhờ Cha mà muôn vật kiên vững. Để hình thành một dân tư tế, Cha nhờ sức mạnh Thánh Thần xếp đặt các thừa tác viên của Đức Kitô con Cha ở những phẩm hàm khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay ở thời Cựu Ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích. Vì khi Cha đặt ông Môi-se và A-ra-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, Cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ tập thể vào công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, Cha đã phân phát thần trí của ông Môi-se cho 70 người có trí thông minh, để khi họ phụ giúp, ông có thể cai trị dân Chúa một cách dễ dàng hơn. Cũng vậy, Cha đã thông ban sự sung mãn của ông A-ra-rôn cho con cháu ông để chức tư tế theo lệ luật có đủ người dân các hy tế, nhà tạm là hình bóng những hồng ân sau này. Nhưng vào thời sau hết, lạy Cha Chi Thánh, Cha sai đến thế gian con Cha là Đức Giêsu Kitô, người là vị sứ giả và là Đấng Thượng Tế của Hội Thánh chúng con. Người đã nhờ Thánh Thần mà dâng lên Cha chính mình làm hy lễ vẹn sạch. Người đã cho các tông đồ của Người tham gia vào sứ mạng của Người sau khi họ đã được tác thành trong chân lý. Và Cha đã ban thêm cho họ những cộng sự viên để rao giảng và thi hành công cuộc cứu độ khắp trần gian. Giờ đây, lạy Cha, chúng con nài xin Cha thương ban cho những người con yếu đuối của chúng con được những người này để trợ giúp chúng con, vì chúng con cần có họ để chu toàn chức tư tế tông truyền. Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Cha đây. Xin Cha đổi mới thần trí thánh hóa trong lòng các thầy, cho các thầy nhận được từ nơi Cha nhiệm vụ nhị phẩm,
và cho các thầy biết cải thiện phong hóa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình. Xin cho các thầy trở nên cộng sự viên tốt của hàng giám mục chúng con, để lời phúc âm do các thầy rao giảng, nhờ ơn Thánh Thần sinh hoa kết quả trong lòng người ta và vang dội đến tận cùng trái đất. Xin cho các thầy cùng với chúng con trở nên những người trung thành phân phát các mầu nhiệm của Cha, để dân Cha được đổi mới nhờ phép rửa tái sinh, được bổ dưỡng nơi bàn thờ, và để tội nhân được giao hòa cũng như bệnh nhân được nâng đỡ. Lạy Cha, xin cho các thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của Cha cho toàn dân đã được trao phó cho các thầy, cũng như cho toàn thể thế giới. Như vậy, toàn thể các dân tộc được tập hợp lại trong Đức Kitô sẽ trở thành dân thánh duy nhất được kiện toàn trong nước Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con, đấng hàng sống và hiện trì với Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần muôn đời. Xin mời cộng đoàn ngồi, các tiến chức đứng. Giờ đây, Hội Thánh đã có thêm 8 tân linh mục. Tiếp theo, các tân chức sẽ thay dây phó tế và mặc lễ phục linh mục. Xin mời các tân linh mục xuống nhận áo lễ từ quý ông bà cô. Quý cha đã được mời tiến đến giúp các tân linh mục mặc áo lễ. Giờ đây, các tân linh mục sẽ được Đức Giám mục sức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh, để từ đây các ngài được thánh hiến cho Thiên Chúa và phục vụ dân Chúa qua các bí tích.
Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Giờ đây, mỗi tân linh mục tiến lên, quỳ trước Đức Giám Mục để nhận chén thánh. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa.
con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Đường vinh hân đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung kiên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, đường chân lý cứu thoát nhân gian, đường chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi mến thương. Chúa chính là chân lý, là đời sống và là con. Lạy Chúa, nguyện đời con hằng luôn thiết tha, dù trăm lối vương bước chân xa, dù nguy khốn khó khăn ngập tràn, nguyện đời con tình chẳng phôi pha. Và lạy Chúa, đời con đây Ngài đã biết rồi, bao phen đã lê bước chân rơi, tìm chân lý xuyên qua cuộc đời, mà tình Chúa rạt rào khắp nơi. Linh mục. Xin mời quý linh mục đại diện cho linh mục đoàn sẽ hôn chúc bình an các tân linh mục. Nghi thức trao tác vụ linh mục đến đây là kết thúc. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ với phần phụng vụ thánh thể. Niềm cảm ơn vô biên.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho các linh mục của Chúa phục vụ bàn thờ và dân Chúa. Xin nhờ giá trị của hy lễ này, Chúa thương làm cho việc phục vụ của các tôi tớ Chúa luôn đẹp lòng Chúa và có thể đem lại hiệu quả tồn tại mãi trong hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô giao phần chúng con, Đức Giám Mục Giuse Phụ Ta, Đức Giám Mục Phaolô Chủ Tế. Xin muốn ban cho hội thánh cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho của lễ thánh mà chúng con vừa dâng hiến và lãnh nhận ban sức sống cho các tân linh mục và mọi tôi tớ Chúa, để khi được liên kết với Chúa bằng tình yêu vĩnh cửu, họ xứng đáng phụng thờ Chúa Y Linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Trọng kính Đức Cha Phaolô, người anh em đáng kính ở trong tịnh dòng Đa Minh Việt Nam chúng con, vì tình huynh đệ giữa các anh em, vì tình thầy trò, vì tình mục tử, hôm nay Đức Cha đã thương đến để truyền chức linh mục cho 8 người em út của Đức Cha. Chúng con cảm tạ Đức Cha vì chúng con biết trong thời gian vừa qua Đức Cha có rất nhiều công việc phải lo cho giáo phận, và Đức Cha còn như một người đứng mũi chịu sào giữa biết bao sóng gió. Khi Đức Cha thay mặt cho rất nhiều người để nói lên sự thật, sự thượng tôn, công lý và bình an, điều này Đức Cha đã chia sẻ trong thánh lễ. Chúng con xin hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Cha được mạnh khỏe, bình an, can đảm, thật nhiều ơn Chúa để tiếp tục làm chứng cho sự thật, công lý và hòa bình. Kính thưa quý cha bề trên, quý cha hạt trưởng, quý cha nghĩa phụ, quý cha linh hướng, cha giáo, quý cha họ hàng, thân hữu, bạn bè của các tân linh mục, cũng vì tình thương dành cho những người con, người em, người học trò và bằng hữu mà quý cha hôm nay đã hiện diện rất đông đảo để hiệp thông và cầu nguyện cho các anh em chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý cha. Kính thưa quý bề trên các hội dòng, kính thưa quý sơ, quý thầy, cũng trong tình liên đới của ơn gọi thánh hiến, quý bề trên và quý tu sĩ đã đến đây để chung vui với các anh em Đa Minh và hiệp thông cầu nguyện cho các tân linh mục.
Chúng con xin chân thành cảm ơn quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, và xin tiếp tục cầu nguyện cho các anh em của chúng con xứng đáng trong thánh chức linh mục. Kính thưa quý ông bà cố, gia đình thân quyến của 8 anh em tân linh mục chúng con, quý ông bà cố và gia đình đã sinh thành dưỡng dục, đã quảng đại hiến dâng con em của mình cho Chúa, cho nhà dòng, cùng với biết bao lời cầu nguyện, tình yêu thương, sự nâng đỡ dành cho các anh em chúng con hôm qua, hôm nay, và chúng con tin tưởng sẽ còn tiếp tục thêm nữa trong tương lai. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cố, thân nhân và gia đình. Đặc biệt, chúng con xin cảm ơn cha bề trên chính xứ, quý cha quý thầy trong tu viện Thánh Alberto, quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, ca đoàn lễ sinh thuộc giáo xứ Đa Minh đã rất vất vả chuẩn bị cho thánh lễ chuyển chức hôm nay từ nhiều ngày qua. Chúng con xin cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha, quý thầy và quý vị. Chúng con cũng xin cảm ơn quý khách xa gần vì tình thương mến, quen biết, thân hữu đã không quản ngại đến hiệp dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện và chung vui với các tân linh mục của chúng con. Chúng con xin tri ân. Kính thưa Đức Cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý khách, một lần nữa anh em chúng con xin chân thành tri ân Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể quý khách. Trong năm thánh lòng thương xót này và trong năm thánh của dòng Đa Minh, chúng con nguyện xin Chúa giàu lòng từ ái, nhờ lời chuyện cầu của Thánh Đa Minh ban xuống trên Đức cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách ơn thánh, sức khỏe và sự bình an. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Để tỏ lòng và tri ân, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha bó hoa, gói ghém tất cả tâm tình của cộng đoàn chúng con. Xin Đức Cha đón nhận. Và kính thưa Đức Cha, tuy Đức Cha đã chia sẻ nhiều tâm sự, tâm huyết ở trong thánh lễ, nhưng đây cũng là giờ phút mà chúng con muốn nghe thêm đôi điều Đức Cha nhắn nhủ cho các tân chức và cộng đoàn chúng con. Trước hết xin tri ân cảm tạ Thiên Chúa đã thương dòng chúng ta, tình dòng và đặc biệt 8 anh em, và biểu lộ của tình thương đó là một bầu không khí rất đẹp trời trong một buổi hè. Người ta vẫn nói phải chăng lễ truyền chức hôm nay là biểu tượng trong dịp kỷ niệm 800 năm tình dòng tổ chức lễ truyền chức linh mục cho 8 anh em, đó là bát phúc. Và có người nói giá như tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 8 thì rành đẹp, nhưng mà phải chăng ngày mùng 9 tháng 7 trừ đi bớt lại là 88. Xin Chúa chúc lành cho anh em và luôn luôn ra đi để giữ một kỷ niệm đẹp, một biểu tượng của lòng thương xót, của tình thương. Bó hoa này tình dòng cũng như quý ông bà cố tặng cho tôi, biểu lộ tình thân mến, biểu lộ sự liên đới giữa những anh em Đa Minh chúng ta. Tôi vẫn có ý định là tặng lại bó hoa này cho quý ông bà cố, đặc biệt là một ông cố mặc dầu sức khỏe rất là yếu nhưng mà vẫn ra đi, vẫn hiện diện ở đây. Bây giờ ông cố không còn đấy, nhưng mà tôi vẫn tặng
ở cái chỗ ông cố ngồi. Sau bài hát kết lễ, xin kính mời Đức Cha và Quý Cha chụp chung với các tân linh mục tấm hình kỷ niệm ở trước khung thánh. Giờ đây chúng ta cùng lãnh nhận phép lành kết thúc. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là đấng thiết lập và cai quản hội thánh, dùng ân sủng của người mà không ngừng bảo vệ các con trung thành, chu toàn nhiệm vụ của chức linh mục. Chính người đã làm cho các con trở nên tôi tớ và chứng nhân phục vụ tình yêu và chân lý của người trong thế gian, và nên thừa tác viên trung thành thực hiện việc giao hòa. Người cũng làm cho các con trở nên các mục tử chân chính, phân phát bánh thánh và lời hàng sống cho các tín hữu, để họ tăng trưởng hơn trong sự hiệp nhất của thân thể Đức Kitô. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Để đã xong, chúc anh chị em đi bình an.